Xin chào anh em, mình là Hợp. Và thực ra thì trong cái thời gian vừa rồi mình đã quay khá là nhiều những cái siêu phẩm mà Thụy Sĩ cũng như là của Đức. Trong cái ngành công nghiệp đồng hồ thì chúng ta hiện tại đang có 3 cái thế kiềng, đó là Thụy Sĩ này, Đức và Nhật. Và đây là 3 cái nền công nghiệp đồng hồ mà đang khuynh đảo cái thế giới đồng hồ của chúng ta. Thì hôm nay mình sẽ trên tay một chiếc đại diện cho Nhật Bản, đó là một chiếc Credo. Và chiếc Credo này nó là một chiếc có thân bằng vàng trắng, và mình sẽ cùng lên tay để cho anh em view thấy. Khác với cả Thụy Sĩ thì thường phô trương tất cả những cái gì họ có trên một chiếc đồng hồ, bao gồm cả các cái option này, các cái tính năng cũng như là bộ máy finish. Đức thì họ hạn chế hơn một chút, thì họ theo những cái thiết kế truyền thống. Còn với Nhật thì thực sự là nhiều khi chúng ta cảm thấy là nó hơi bị điên rồ một tí. Mình dùng cái từ đó thì cũng phải đúng, bởi vì nhiều sản phẩm như chiếc Credo này họ bán với giá 16.500 đô, tức là tương đương khoảng 395 triệu. Vậy thì chiếc đồng hồ này thì tại sao mà người Nhật lại bán với mức giá đó? Dĩ nhiên chiếc trên tay mình hiện tại nó không còn cái giá trị như vậy, mà nó sẽ chỉ còn một cái giá trị sau khá là nhiều năm, là nó chỉ khoảng hơn 5.000 đô một tí thôi. Thì với chiếc này thì tại sao mà nó lại có cái giá retail ngất ngưởng đến 16.500 đô như vậy, thì mình sẽ cùng phân tích với anh em trong cái video này. Chiếc Credo này là một chiếc Credo Note, nó thuộc dòng Note. Nếu như các bạn không biết viết như nào thì các bạn có thể vui lòng xem lại tên của video. Credo Note, và nó sử dụng là Solid Gold 18K vàng trắng, và nó có mã là GBBE979. Chiếc Credo này theo trường phái, được thiết kế theo trường phái chủ nghĩa là cực kỳ đơn giản đó, và nó tuy nhiên trong cái sự đơn giản đó lại ẩn chứa những cái sự phức tạp và tinh tế. Tinh tế ở đâu? Thì thứ nhất là những cái mặt dial của nó được làm rất là tuyệt vời, đơn giản, hài lòng. Và như các bạn thấy là ở đây chúng ta sẽ có một cái lòng trong và cái small second, tức là kim dây nhỏ ở đây, hay chúng ta còn gọi là kim rốn. Hai cái vòng tròn này của chúng ta là những đường tròn đồng tâm siêu bé, và các bạn khó có thể nhìn được khi mà mình quay qua cái này đó, và các bạn ở một số góc các bạn sẽ thấy những cái đường tròn đồng tâm đó siêu bé các bạn nhé. Các bạn có thể theo dõi thêm cái Facebook của bên mình có chụp những cái bức ảnh macro rất là tuyệt vời về chiếc này. Và ở lòng ngoài của chúng ta là những cái đường trải tia sunburst, và những cái đường trải tia này ở nhiều góc nó sẽ tạo cho chúng ta những cái đường óng ánh rất là đẹp. Chiếc này thì nó đem đến cho chúng ta một cái vẻ đẹp gọi là thuần khiết, rất là tuyệt vời. Chúng ta có cái logo Credo ở góc 12 giờ, bộ kim nung xanh mà khiến nhiều hãng Thụy Sĩ cũng phải chạy dài với bộ kim này. Bộ kim của nó rất là tuyệt vời. Cặp số của chúng ta có 4 cặp số nổi tại vị trí 3, 6, 9, 12, là được làm bằng cặp số kim loại vàng trắng, và chúng ta ở các cái vị trí khác của chúng ta là những cái cọc số vạch. Nếu như các bạn nhìn ở ngoài, các bạn có điều kiện qua store của ICS thì các bạn sẽ nhìn thấy chiếc này với một cái độ hoàn thiện cực cao về mặt. Mặt nó đơn giản như vậy, nhưng sau khi mình mở cái đáy, mình quay cái đáy ra thì các bạn sẽ phải trầm trồ về cái chiếc Credo này. Đó. Bộ máy của chiếc Credo này sử dụng là một bộ chuyển động rất là khủng của Seiko, một trong những cái bộ chuyển động phải nói là được làm đẹp và khủng nhất. Các bạn có thể thấy là nó được làm hoàn thiện đến mức mà nó ra thành 7 màu. Đó, các bạn nhìn cái góc này mình xoay này, nó sẽ có ánh tím và ánh xanh. Và những cái bức ảnh macro thì sẽ lên được tất cả vẻ đẹp của chiếc này, hoặc là các bạn nhìn ở ngoài thì mới lên được vẻ đẹp của cái máy này. Máy của nó phải nói cực kỳ tuyệt. Bộ chuyển động này là một bộ máy 6 Seiko Credo In-House Caliber 6898. Bộ máy này là một trong những bộ máy mà mỏng nhất của Nhật Bản so đến thời điểm hiện tại. Cả cái bộ máy này, cả bộ chuyển động này của nó thì chỉ mỏng có 1.85mm thôi. Và đây là nó cũng sánh ngang với rất là nhiều máy của những cái hãng top của Thụy Sĩ. Và như các bạn thấy là mình quay này, cái độ bắt sáng của nó phải nói cực kỳ tuyệt vời. Với cái chiếc này bắt sáng phải nói là không có gì để chê nổi. Bộ chuyển động của máy này thì nó sẽ có 26 chân kính và 38 giờ tích cót. Và như các bạn thấy ở đây là nó là một chiếc cót tay, nó không có củ văng, cho nên nó sẽ khoe được đầy đủ các cái vẻ đẹp của bộ máy, bao gồm ở đây chúng ta thấy ở đây, đó chính là như các bạn thấy ở đây là nó có ổ cót ở đây, và chúng ta có balance wheel đang chạy ở đây, cùng với đó là những cái bridge được làm rất là đẹp của Seiko. Như các bạn thấy này,
Trong những cái phần mà bridge này các bạn thấy là nó nhỏ như vậy, tuy nhiên là nó khi mà chúng ta soi bằng lúp lên thì nó hoàn toàn là có đầy đủ những cái đường chỉ nhỏ. Mình sẽ thử lấy cái lúp để show cho các bạn. Mình sẽ soi qua cái máy ảnh xem nó có soi được không. Với cái lúp của này các bạn sẽ nhìn thấy nó rất là tuyệt vời, có vẻ hơi lóa. Tuy nhiên là các bạn nên nhìn ở ngoài, thì với chắc là các bạn phải, nếu mà các bạn có điều kiện thì các bạn vui lòng qua bên mình để có thể nhìn thấy. Nó là hàng triệu những cái đường mà chéo được cắt và được vẽ từ như này. Các bạn sẽ thấy là nó sẽ có những cái giải màu và những cái đường chéo nó tạo nên những cái giải màu này, và chúng ta phải có cái kính lúp hoặc là chúng ta phải có gì đó để chúng ta soi thì mới nhìn thấy được. Mình không thể miêu tả được vì nó quá là đỉnh cao và cái độ hoàn thiện của nó quá là chi tiết. Các cái ốc ở đằng sau, như các bạn thấy ở đây là các cái ốc đằng sau của chúng ta thì được nung xanh. Những cái chân kính này thì như các bạn thấy là ngoài cái phần đỏ thì ở phần ngoài chúng nó sẽ có một cái phần trắng nữa, nó gọi là gold chaten, tức là cái này thì nó khá là giống của người Đức, là những cái chân kính của chúng ta sẽ được bọc vàng xung quanh. Và với cái việc bọc như vậy thì nó sẽ giúp cho cái chân kính của chúng ta nó càng bền vững hơn và trơn tru hơn rất là nhiều. Bộ máy của chiếc này thì phải nói là rất là tuyệt, và mình không có cái gì để từ ngữ nào để miêu tả về bộ máy này được. Bộ máy này nó được tạo cái hoàn thiện cực kỳ đỉnh cao, đánh vân tạo được cái đa sắc 7 màu như vậy thì mình chưa từng thấy trên một chiếc chưa từng thấy ở trên một chiếc máy Thụy Sĩ nào. Như các bạn thấy ở góc này rất là đẹp. Đó, cực kỳ tuyệt vời. Chiếc này sử dụng thân hoàn toàn là bằng vàng khối 18K, và như các bạn thấy ở đây chúng ta sẽ thấy cái người Nhật có ghi ở đây là 18K ở đây, 18KT và made in Japan với thương hiệu của Seiko. Chúng ta sẽ có serial number của chiếc này là 66001, và như các bạn có thể thấy ngay độ chống nước của chiếc này. Chiếc này thì nó là một chiếc rất là căn bản, độ chống nước của nó chỉ là 3 ATM thôi, chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được. Đó, vì chiếc này là Seiko và Credo muốn phô diễn cái vẻ đẹp của cái bộ máy cũng như là cái kỹ thuật đánh bóng của người Nhật ở trên chiếc này. Đây là một trong những chiếc rất là tuyệt vời. Đó, như các bạn thấy, một cái bề mặt đơn giản, tuy nhiên với cái đáy của nó thì hoàn toàn là một sự phức tạp tối đa, được người Nhật thể hiện qua cái bộ máy 6898 này. Chiếc này thì nó sẽ có sợi dây da đi kèm, tuy nhiên là dây da này là dây da handmade rồi, và các bạn có thể làm dây theo màu, theo ý định của chúng ta. Chúng ta có thể làm dây xanh hoặc dây gì tùy. Đi kèm với chiếc này của mình thì sẽ có một cái khóa, và khóa này là có logo Credo ở phía trên. Mẫu này thì là một chiếc rất là hiếm và chắc là chiếc duy nhất tại Việt Nam và trên thế giới hiện tại cũng rất là hiếm, bởi vì nó chỉ sản xuất được có số lượng rất là nhỏ thôi, chắc là chỉ 100-200 chiếc gì đó, và với cái giá retail khủng như vậy thì không phải ai cũng có thể mua được. Và thực phải là người thực sự là yêu thích những cái dòng sản phẩm của Credo Seiko, cũng như là người muốn mua những cái chiếc đồng hồ đơn giản nhưng mà cực kỳ phức tạp theo ý của người ta, thì người ta mới có thể mua được chiếc này. Và do đó là những cái chiếc mà qua sử dụng thì nó càng hiếm hơn. Và như chiếc này mình nói thì nó bên mình bán với giá khoảng 5.300. Nếu như anh em có nhu cầu về chiếc này có thể qua bên mình để thử trên tay. Chiếc đồng hồ này có size là 38.5mm và nó sẽ có cái độ mỏng chỗ tối đa là 8.5mm, với bộ máy chỉ là 1.85mm các bạn nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video, và xin hẹn gặp lại anh em trong video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.